mình là Oanh và anh Trọng, đội ngũ kỹ thuật của siêu thị cây giống. Ngày hôm nay sẽ chia sẻ đến quý bà con cái cách cây trồng cây lụa đỏ Ấn Độ như thế nào để mà có cái năng suất cao và đặc biệt là tiết kiệm chi phí. Cái mong muốn cuối cùng của siêu thị cây giống là giúp bà con gia tăng gấp đôi gấp ba cái thu nhập của mình. Thì bên Oanh thường hay chia sẻ đến quý bà con những loại cây giống mới. Đây là trên tay Oanh là một cái loại cây lụa đỏ Ấn Độ hả bà con ha. Trước giờ bà con hay biết tới lựu đỏ Ấn Độ là cây cảnh quan, cây mỹ quan trồng ở trong chậu, trong sân để có trái màu đỏ, bông màu đỏ, xum xuê, đẹp để mà chúng ta ngắm, chúng ta nhìn và chúng ta có trái, một hai trái chúng ta biếu cho họ hàng xung quanh. Tuy nhiên, cây lựu đỏ Ấn Độ là một trong những loại trái có vitamin, hàm lượng vitamin rất là cao, có thể giúp ngăn ngừa được ung thư, tăng cường sức đề kháng và đặc biệt là rất là đẹp, ăn vô thì rất là đẹp hả bà con ha. Và cái lựu đỏ Ấn Độ này được nhập khẩu ở bên Ấn và các nước khác về với cái giá trung bình từ 250.000 đến 300.000 đồng một kg và bán tới tay người tiêu dùng từ 300 đến 500.000 đồng một kg. Vì thế là cái lựu đỏ Ấn Độ có giá trị kinh tế rất là cao. Bây giờ thì đây là một cái phát hiện mới của Oanh khi Oanh cùng với anh Trọng và đội ngũ kỹ thuật nghiên cứu về những cái loại cây giống thích nghi được với sự thay đổi của thời tiết, sự biến đổi của khí hậu, càng ngày càng nắng hơn, càng ngày càng nóng hơn. Và lựu đỏ đặc biệt rất ưa chuộng nắng nóng hả bà con ha. Ngày hôm nay chúng ta quay lại chủ đề của mình là cách trồng cây lựu đỏ Ấn Độ ở trên đất nước Việt Nam chúng ta như thế nào cho nó hiệu quả, có cái năng suất cao và tiết kiệm chi phí. Và đầu tiên thì hôm nay anh Trọng sẽ trực tiếp thực tế cho chúng ta xem. Lựu đỏ Ấn Độ chúng ta không ưa nước nên là chúng ta phải trồng bạn ấy khi chúng ta lên liếp rồi ha, thì chúng ta phải bắt luống cho cây. Thì cái luống thường thường nó nằm khoảng bao nhiêu đây, là khoảng 75 cm ha bà con ha, 0.75 0.75, và chúng ta trồng trên luống nha. Lựu bà con trồng ở vùng Tây Nam Bộ hay là trồng ở Đông Nam Bộ cũng vậy, chúng ta vẫn phải bắt luống, tại cây lựu Ấn Độ là quanh nhắc lại nó không có ưa nước nha bà con ha. Trồng cho nó nắng như thế này nè, nắng chói chang, anh em ngoài đây là đổ mồ hôi hột nãy giờ luôn á. Thì bây giờ anh Trọng sẽ bắt đầu tiến hành, chúng ta trồng trên luống và chúng ta sẽ bắt đầu đào cái hố. Đào cái hố là khoảng nửa mét thôi bà con ha. Chúng ta đào hố khoảng nửa mét. Và đất ở đây là đất ở miền Tây Nam Bộ nên nó khá là xốp. Bà con hỏi quanh là lựu đỏ Ấn Độ trồng được ở Tây Nam Bộ không? Trồng ở Đông Nam Bộ không? Và xin thưa bà con là bên siêu thị cây giống đã trồng và khách hàng của siêu thị cây giống đã trồng số lượng nhiều cho lựu Ấn Độ ở nhiều nơi rồi. Tây Nam Bộ có, Tây Nguyên có, Tây Ninh có, và trái thì rất là sai. Trái thì rất là sai, và các cái công ty thì hiện tại giờ đang liên lạc để mà mua lại trái rất là nhiều, vì cái hàm lượng dinh dưỡng của lựu đỏ Ấn Độ rất là cao ha bà con ha. Em nghĩ là được rồi đó. Đừng có sâu quá. Rồi, đó ha. Hôm nay thì đó, thì khi chúng ta đặt cái này vô thì chúng ta khi mà chúng ta đào, lỡ đào sâu quá rồi thì chúng ta sẽ bỏ lên lại thêm một lớp lại để cái vẫn đảm bảo là khi trồng cây thì chúng ta vẫn đảm bảo là nó cái mặt bầu của cái cây nó phải trên cái mặt hố một xíu để nó không bị nghẹt cổ rễ, không bị thối cổ rễ hết bà con ha. Ok chưa? Được chưa? Mọi thứ thì chúng ta có thể chỉnh sửa trong lúc trồng. Tuy nhiên sau khi trồng xong thì chúng ta không chỉnh sửa được, nên bà con phải lưu ý nha. Mong là video này với những cái kỹ thuật canh tác lâu năm của anh Trọng sẽ giúp hữu ích đến quý bà con. Ok. Rồi, sau khi mà chúng ta đã đào hố xong, sau khi anh Trọng đã đào hố xong rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ tới cái phần bón lót cho cây nha bà con nhé. Tới cái phần bón lót cho cây. Thì đây là cái siêu thị cây giống đã chuẩn bị sẵn, nãy giờ cũng trồng một số cây thì cũng đã chuẩn bị sẵn là cái phân này là phân phân gà viên đã qua sơ chế, loại bỏ đã ủ hết rồi. Và bây giờ thì để mà bổ sung thêm vi chất dinh dưỡng cho cây thì bên siêu thị cây giống có một cái sử dụng một cái sản phẩm là Humic Hoa Kỳ. Đây là cái sản phẩm theo công thức cải tiến mới nhất, bổ sung thêm trung vi lượng trong này. Tại vì cây thường thường hay bị thiếu khoáng và thiếu trung vi lượng, nó làm cho cây của chúng ta bị yếu. Thì cái Humic Hoa Kỳ này sẽ giúp cho cây là kích thích bộ rễ để hút chất dinh dưỡng tốt hơn và nhanh vọt đọt của cây hơn. Thì cây mà vọt đọt ra, tạo cành tạo tán ok thì trái nó mới sai đúng không ạ? Và bộ rễ, cái gốc cái rễ mà cây rễ tốt thì nó sẽ giúp cho cây là sinh trưởng rất là mạnh. Thì chúng ta sẽ trộn phân gà theo cái tỷ lệ 100 kg phân gà và 1 kg Humic Hoa Kỳ, gọi là tỷ lệ 100:1 á, thì chúng ta sẽ trộn vào
thì chúng ta ước chừng ha. Cái này thì cây này nó khoảng cái thao này thì khoảng 3 kg là thì Khoanh sẽ ước chừng, thì chúng ta anh Trọng sẽ trộn đều lên đó. Hai anh em là chân nắm tay bùn suốt ngày thế này rồi con ha mà. Sau đó chúng ta sẽ bón lót ở phía dưới khoảng nửa kg. Sau đó chúng ta sẽ bón lót đều ở dưới như thế này khoảng nửa kg, là trong đó là vừa có humic Hoa Kỳ vừa có con gà luôn, sẽ bổ sung dinh dưỡng cho cây đó. Sau chúng ta bón lót xong thì chúng ta sẽ mở cái bầu ra và chúng ta đặt lên. Chúng ta sẽ đặt cái bầu xuống đó, mà con thấy không ạ? Chúng ta sẽ đặt cái cây lụ của mình ngay cái tâm của cái bầu, thấy mà con ha, ngay cái tâm của cái bầu luôn. Rồi sau đó chúng ta sẽ tiến hành lấp đất lại, và chúng ta nhớ là chúng ta sẽ làm phơi cái phần đất của mình ra. Mà con lưu ý một điểm là cái phần bầu chúng ta phải chừa là một đoạn ở phía trên nha, không có được lấp hết cái phần bầu nha, nó sẽ bị dễ bị ứ nước. Rất là dễ đúng không bà con ha, rất là dễ. Rồi sau khi mà chúng ta đã trồng, anh Trọng trong thời gian anh Trọng làm cái phần đất này thì anh sẽ đi lấy cái cây để cố định cây nha bà con. Đó, sau khi chúng ta trồng xong thì cây lụ á, ngoài nắng gió thì nó sẽ dễ bị tác động ở môi trường, nó làm lúc la lúc lắc, cái rễ nó sẽ không có bắt vào trong đất, nó làm cho cái cây của chúng ta sẽ không có bắt cái rễ được, như vậy cây nó sẽ không phát triển. Thì chúng ta sẽ dùng một cái thanh cây chắc như thế này, chúng ta đặt vào và chúng ta cột cố định cây lụ với cái cây cây thanh chịu này lại, để mà cây lụ nó bám cái rễ sâu được vào trong đất ha bà con ha. Bà con lưu ý cái phần này nha, cái phần này rất là quan trọng nè. Thì anh Trọng sẽ giúp chúng ta là cột cái phần cây này lại để cố định phần cây. Thì trong thời gian cột đó thì Quanh chia sẻ đến cái giai đoạn tiếp theo. Sau khi mà chúng ta đã trồng xong rồi, chúng ta cố định cây xong rồi, thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành bón trên bề mặt. Tại cái phần dinh dưỡng này nó rất là quan trọng cho cây trong giai đoạn đầu tiên. Cây nó phải có đầy đủ dinh dưỡng thì nó sẽ bắt rễ nhanh. Và bắt rễ nhanh đó là yếu tố rất là quan trọng đối với một cái cây đó. Thì chúng ta sẽ bón xung quanh cây ha bà con ha. Chúng ta không có bón tập trung như thế này nữa, bà con lưu ý là không bón phân tập trung vô các phần gốc như thế này, mà chúng ta sẽ bón xung quanh tán, xung quanh gốc khoảng nửa kg. Bà con nhìn thấy anh Trọng trồng cái cây lụ Ấn Độ đều không ạ? Cây lụ Ấn Độ khi mà đã bắt gốc bắt rễ rồi thì bà con sẽ thấy là cây sẽ rất là nhanh ra hoa. Và sau khi bón lót xong là chúng ta sẽ biến hành tiếp theo là chúng ta sẽ tưới cho cây. Thường là một cái bịch humic kích rễ này chúng ta sẽ pha với một phi khoảng 500 lít nước. Tuy nhiên ngày hôm nay thì trồng để bà con dễ định lượng thì Quanh sẽ lấy một cái xô nước như thế này, khoảng 5 lít nước. Thì chúng ta sẽ pha với lại 5 gram humic kích rễ Hoa Kỳ để mà tưới trên bề mặt, giúp là giữ ẩm cho cái bề mặt, cung cấp nước cho cây cây. Đồng thời là giúp kích thích cái phần rễ của cây và giúp cho cây nhanh đâm chồi nảy lọc hơn. Thì như vậy chúng ta sẽ có nhanh thu hoạch lụ hơn đúng không ạ? Thì Quanh sẽ ước chừng khoảng một cái nắm tay, một cái lòng bàn tay của Quanh khoảng 5 gram. Thì chúng ta sẽ tưới, sẽ bón, sẽ bỏ vào trong này ha. Chúng ta phải khuấy lên. Bình thường là bà con làm theo cái quy trình ngược lại dùng Quanh nha. Chúng ta sẽ bỏ humic Hoa Kỳ vô trước và chúng ta chế nước vô, như vậy nó sẽ tự tan luôn. Còn này là Quanh nhờ anh Trọng lấy nước sẵn nên là để tiết kiệm thời gian cho bà con đó, nên là chúng ta phải khuấy đều xíu. Và bây giờ anh Trọng sẽ giúp chúng ta tưới nước cho phần cây. Trong thời gian đó Quanh sẽ đi kiếm cỏ để mà ủ cái phần gốc nó lại. Sau khi mà anh Trọng đã tưới xong rồi, cái bước tiếp theo của chúng ta là chúng ta phải ủ cái phần gốc của nó lại nha bà con ha.
chúng ta phải ủ gốc lại, mặc dù cây lựu nó không ưa nước nhưng mà hiện tại bây giờ thì tiết rất là nắng nóng, thì chúng ta sẽ cây cũng còn non quá, còn mới, khi muốn xuống trồng đó thì chúng ta sẽ ủ cái gốc lại để cho cái cây lựu của chúng ta nó không có bị mất hơi nước một cách đột ngột đó. Thì đây là cây lựu đỏ Ấn Độ, được nhập khẩu từ bên nước ngoài về. Nó sẽ thời gian cho trái nó khoảng tháng thứ 9 là bắt đầu chúng ta có thể để trái được. Thì đây là cây thân mềm nha bà con nha. Thì nó khi để trái mà con để trái sớm nó sẽ nó bị quằn, cái này nó sẽ bị gãy nhánh. Thì bà con lưu ý là từ tháng thứ 9 chúng ta hãy bắt đầu để trái. Và bà con lưu ý là bây giờ có rất là nhiều các cái loại lựu không có chính thống ở trên thị trường. Thì bà con phải chọn cho đúng mình cái đúng giống lựu đỏ Ấn Độ thì trái nó mới sai và ăn nó mới ngon, nó đỏ từ trong ra ngoài luôn ha bà con ha. Thì cây sẽ bắt đầu cho hoa vào tháng đầu tiên, tuy nhiên lúc đó thì chúng ta nên lặt cái hoa đi để cho hoa cây tập trung phát triển cái cành nha bà con nha. Tại vì cây lựu Ấn Độ rất là thích cho trái sớm nên bà con lưu ý là tháng thứ 9 chúng ta hãy để trái nếu chúng ta làm kinh tế. Còn nếu bà con trồng để cây mỹ quan trong chậu đồ này kia thì bà con cứ khi vô tư, chúng ta miễn sao chúng ta thấy chúng ta vui là được đúng không ạ? Anh trồng đồ hết một hồi rồi mà anh trồng hồi xuống. Ok, chia sẻ của Oanh cùng với anh Trọng về cách kỹ thuật trồng cây lựu Ấn Độ đến đây là cũng xin tạm dừng. Cảm ơn quý bà con rất là nhiều, cảm ơn sự hợp tác của anh Trọng rất là nhiều đã chia sẻ đến quý bà con kỹ thuật trồng cây lựu Ấn Độ một cách cơ bản và đơn giản như vậy nhưng mà mang lại cái năng suất rất là cao cho cây lựu nha bà con. Oanh với anh Trọng sẽ tiếp tục cập nhật những cái giai đoạn tiếp theo, chẳng hạn như là giai đoạn 1 tháng tuổi cây sẽ như thế nào, chúng ta chăm sóc nó như thế nào, giai đoạn sau 7 ngày thì chúng ta sẽ như thế nào, thì bà con hãy nhớ đón xem những video tiếp theo nha. Bây giờ Oanh cùng với anh Trọng cảm ơn quý bà con rất là nhiều, nhớ like và chia sẻ video này đến những cái anh em bạn bè mình đang cần và nhớ đăng ký kênh để khi Oanh thực hiện những video tiếp theo thì bà con được nhận đầu tiên nhé. Còn bây giờ Oanh cùng với anh Trọng và đội ngũ kỹ thuật cảm ơn quý bà con rất là nhiều đã theo dõi video cách trồng cây lựu đỏ Ấn Độ một cách hiệu quả đến bây giờ và hẹn gặp lại bà con trong những video tiếp theo. Bye bye. Bye bà con. Phát triển một cách nhanh chóng và đồng thời đó là từ đó giúp cho cây sinh trưởng và phát triển rất là nhanh và sẽ tiết kiệm được 20-30% cái chi phí sử dụng phân bón cho khu vườn của mình. Và đặc biệt là sau khi mà chúng ta thu hoạch trái xong thì cái vườn cây của chúng ta thường hay bị suy kiệt, thì sản phẩm Covid Hoa Kỳ sẽ giúp cho cái vườn của quý bà con phục hồi một cách nhanh chóng nha bà con nhé. Và cuối cùng điều chúng ta mong đợi là khi chúng ta sử dụng sản phẩm Covid Hoa Kỳ này, cây của bà con sẽ phát triển mạnh mẽ, cho năng suất cao, trái đẹp và phục hồi nhanh chóng sau khi thu hoạch. Nếu bà con quan tâm đến sản phẩm Covid Hoa Kỳ hoặc có bất kỳ thắc mắc gì về sản phẩm này, bà con hãy gọi vào số hotline trên màn hình. Đội ngũ kỹ sư của siêu thị cây giống rất vui được chia sẻ đến quý bà con về bí quyết này và đồng hành cùng quý bà con. Cảm ơn quý bà con rất là nhiều và hẹn gặp lại quý bà con nha.